Kính thưa quý khán giả của Đài VNTV, trong chương trình Nhận định thời sự hôm nay, ở phòng thu hình chúng tôi có anh Đỗ Như Điện và tôi Nguyễn Giao lại xin tiếp tục trình bày với quý vị về cái tình trạng mà những cái hiểm họa mà Việt Nam đang phải đối phó với ở dòng sông Cửu Long và Biển Đông. Thì tôi đề nghị với anh Điện là chúng ta sẽ nói về những cái nó liên hệ đến cái mà người Mỹ gọi là geopolitics, vâng, tức là địa lý chính trị, địa chính trị, vâng. Bởi vì nó ảnh hưởng cả cái vùng đó chứ không phải riêng Việt Nam mình. Vâng, thì vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Giao, chúng ta nhìn một cái tổng thể đó, thì rõ ràng là Trung Cộng đang muốn ảnh hưởng cả vùng Đông Nam Á, tức là muốn khống chế tất cả các nước vùng Đông Nam Á qua một cái chương trình họ gọi là đường tơ lụa mới. Và họ đi xuyên suốt để bao bọc, và họ muốn lấy cái cảng Hải Phòng là một cái cửa ngõ để đi ra và đi xuống. Bên phía kia thì họ đi qua phía Thái Lan để vòng xuống cái ao bể Malacca. Và hai con đường đó nó sẽ bao lấy cái vùng Á Châu và vùng Đông Nam Á. Bởi vì phía Bắc thì họ đụng với Hàn Quốc, rồi họ đụng tới Nhật Bản, rồi ngay cái ao biển Đài Loan họ cũng không giải quyết được. Do đó cái cửa biển duy nhất, cái con đường duy nhất để họ mở ra là Việt Nam. Anh Điện, anh quên nói Nga Xô xong rồi, phía bên này là Afghanistan với Ấn Độ, tắc hết rồi, đường núi này kia. Thành ra chỉ có cái đường... Cái đường. Do đó chúng ta thấy rằng là Trung Cộng có cả một kế hoạch đường dài, không phải bây giờ, mà nó nối tiếp cái tham vọng từ ngàn năm trước, nghĩa là khống chế Việt Nam. Và bây giờ là cái lúc mà nó khống chế một cách lộ liễu, một cách rõ ràng, thâm hiểm, ghê gớm lắm. Cái điều này nó đụng chạm tới vấn đề kinh tế toàn cầu, và đặc biệt đụng chạm tới vấn đề quyền lợi của nước Mỹ. Chính vì vậy mà cái nhiệm kỳ trước, khi mà bà Hillary Clinton với chính phủ Mỹ, họ đã quyết định chuyển trục qua Á Châu, tức là đưa 60% cái khả năng quân sự của Hải quân Mỹ qua vùng Á Châu để bảo vệ cái con đường hàng hải, cái vùng kinh tế đó. Và ông Obama đã đưa ra cái sáng kiến là TPP để nối kết một số quốc gia trong vùng lại, để nói thẳng ra là để làm bớt cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Đó là vấn đề geopolitics, nó rất là rõ rệt. Anh Giao có thể đóng góp vào. Vâng, anh Điện mới nói về cái chuyển trục. Cái đó không phải là kế hoạch nữa, mà là đã được công bố. Vâng. Thì tôi có tìm hiểu thêm về cái sức mạnh hải quân Hoa Kỳ đó. Vâng. Hoa Kỳ hiện có 300.000 người mặc quân phục hải quân và 200.000 dân sự. Họ duy trì trên dưới 300 cái tàu chiến. Trong đó có 3 cái hàng không mẫu hạm, thì cái Stennis là một trong cái 3 hàng không mẫu hạm đó. 3.700 cái máy bay. Cái anh nói ba hàng không mẫu hạm là cho cái hạm đội... Không, thí dụ như cái Stennis là cho hạm đội số 7. Hai kia là mấy cái hạm đội khác. Nếu mà anh nói cái số hàng không mẫu hạm thì Mỹ có tới 10 cái. Nhưng mà ba cái thì, đó là cái đặc, là được phái qua đó đó. Thì trong một cái khu trục hạm của Hoa Kỳ, tức là cái Wilbur hay là cái Lance, có 300 thủy thủ. Thủy thủ đoàn là 300 người. Lớn rồi. Đó. Và 3.700 cái máy bay ấy, mới là cái sức mạnh quân sự ghê gớm của Mỹ. Tại vì là nó lên xuống hàng không mẫu hạm như thế, nó như một cái pháo đài bay cho nó rồi. Thì thành ra đó, mình phải hiểu rằng là khi Mỹ mà đã mang hàng không mẫu hạm vô, ông Bộ trưởng Quốc phòng đích thân xuống tham dự, xuống cái hàng không mẫu hạm đó. Và tập trận với lại chính phủ Philippines. Thì đối với Mỹ cái chuyện này nó không phải là chuyện giỡn chơi nữa. Không phải là chuyện có thể bỏ qua được. Và tôi chắc chắn là Trung Cộng phải nhìn thấy điều đó. Đồng ý với anh Điện là Trung Cộng có một cái kế hoạch lớn và không dễ dàng gì từ bỏ cái tham vọng này. Nhưng mà ngược lại tôi nghĩ đó, cái gọi là bottom line đó, cái red line đó, tức là cái mức ranh giới đó, không đời nào Trung Cộng dám nổ súng vào một cái chiến thuyền của Hoa Kỳ hết. Bởi vì họ biết nếu hải chiến xảy ra đó, họ sẽ thua Hoa Kỳ. Cái đó thì là chắc rồi. Nhưng mà Trung Cộng
đang đi một nước cờ khác, dạ thưa anh Giao, nước cờ đó một cách rất cụ thể là Trung Cộng đã nói rằng Mỹ có hàng không mẫu hạm, thì chúng tôi có hàng không mẫu hạm không di chuyển được. Tức là họ đã bồi đắp 7 cái đảo ở Trường Sa, và 7 cái đảo đó bây giờ là những căn cứ quân sự. Ít nhất trong 3 đảo đó đã có gọi là đường bay, và đã có các căn cứ hậu cần, đã có kho đạn, đã có những công thự ở đó. Và trên đảo Hoàng Sa là bây giờ đã họ đã đưa máy bay ra đó rồi, thưa anh ạ. Như vậy thì thấy bác sĩ Ngô Thế Vinh lại nhìn xa thấy rộng, Biển Đông đang dậy sóng. Vâng. Thưa anh Điện, tôi muốn chuyển qua một cái sự kiện khác là hội nghị 7 nước văn minh ở Hiroshima. Vâng. Thế thì trong tuần vừa rồi nó xảy ra, nó có một cái buổi họp gọi là G7. G7 ở đây là gồm 7 quốc gia tiến bộ, 7 quốc gia có nền kinh tế gọi là kỹ nghệ đó. Anh cho tôi nói tên đi. Vâng, anh ạ. Mỹ nè, Nhật nè, Pháp nè, Anh, Ý, Gia Na Đại và Đức. Vâng. Trong 7 quốc gia đó họp tại Nhật Hiroshima. Bản. Và đã họp ở cái thành phố mà chịu trái bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ, 200.000 người tan thành tro. Vâng. Thì trong cái này họ đã đưa ra một cái tuyên bố chung, trong đấy họ đặt vấn đề Biển Đông, họ đặt vấn đề an ninh Biển Đông. Và Trung Cộng đã nổi điên, nổi cuồng lên, gọi là chửi bới và gọi là có kêu những gọi cái 7 đại sứ ở Bắc Kinh tới để trao công hàm phản đối. Thế nhưng mà tại sao cả 7 quốc gia tân tiến này họ lại cùng có một cái đồng thuận như vậy? Đó là cái vấn đề chúng ta hay hơn đấy. ASEAN hay hơn ASEAN trong khi mà 10 quốc gia Á Châu đó, gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, thì bị Trung Cộng xen vào để xé lẻ ra, do đó không có được cái sự đồng thuận. Do đó chúng ta thấy Việt Nam là cái, nói về geopolitics, tức là cái địa chính trị, thì Việt Nam ở cái vị thế quan trọng nhất trong cái vấn đề Biển Đông. Do đó các quốc gia như là 7 quốc gia tân tiến này, họ cũng có cái quyền lợi kinh tế ở đó, nên họ đã nói thẳng và chưa biết rằng trong tương lai nó có xảy ra thêm không. Nhưng mà ít nhất cho thấy rằng là cả thế giới đã nhìn thấy cái vấn đề ở Biển Đông. Thế thì bây giờ đối với người Việt Nam chúng ta là người công dân Hoa Kỳ thật. Nhưng mà đối với người Việt Nam, thưa anh Giao, nếu Việt Nam không chủ động đưa ra một cái chính sách thích hợp, thì sẽ bị Trung Cộng nuốt chửng, và như thế Việt Nam sẽ rơi vào một cái tình trạng hết sức là nguy cập trong tương lai, thưa anh Giao. Vâng. Thưa anh Điện, chúng ta đều biết rằng là Hoa Kỳ vẫn đang được sử dụng cái căn cứ Clark Air Base ở Fullerton. Vâng. Trong cái tập trận này cũng vâng. thấy nói tới. Nhưng mà nhìn cái tổng thể của cái vùng Biển Đông đó, ai được sử dụng cảng Cam Ranh sẽ được rất nhiều lợi thế để kiểm soát về cái chuyện quân sự với lại những cái hải chiến. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ Hoa Kỳ rất mong muốn Việt Nam mời gọi Hoa Kỳ cộng tác trong cái chuyện mà chặn sự xâm lấn của Trung Cộng ở Biển Đông. Chúng ta phải đợi thời gian coi trả lời ra sao. Thưa anh Điện, cũng liên hệ đến cái chuyện geopolitics mà mình nói hôm nay đó, đề tài mình muốn nói hôm nay đó. Những cái mà Quốc hội Việt Nam mà biểu quyết cấp tốc, có thể gọi là hơi sớm, premature đó, thay thế những cái lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đó, có phải là để chuẩn bị cho tiếp đón Tổng thống Obama trong cuối tháng 5 sắp tới không? Tôi nghĩ nó có hai cái yếu tố để chúng ta thấy. Thứ nhất là đúng như vậy, tức là họ muốn có một cái dàn lãnh đạo mới để gặp Tổng thống Obama mà sẽ viếng Việt Nam trong tháng 5 này. Cái thứ hai là họ muốn đẩy một số người mà cho rằng trước đây đối đầu với Nguyễn Phú Trọng đó ra khỏi ghế quyền lực càng sớm càng tốt, để lỡ ra cái phe cánh đó mà có tác động gì làm cho cái tính toán của họ nó bị sai lệch đi không. Tôi nghĩ rằng đó là hai cái yếu tố mà tôi cho rằng như vậy, thưa anh em. Trong vòng một tháng nữa chúng ta sẽ biết, khi Tổng thống Obama thăm Việt Nam, cái ngã ngũ về cái chuyện Việt Nam đu dây đi giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ nó sẽ ngả về đâu.
Thời giờ của Nhận định thời sự hôm nay đến đây đã hết. Xin kính chào quý khán giả. Vâng, kính chào quý vị.